xin chào mọi người, mời mọi người đi với em đi xem bảo tàng Sài Gòn nha. Chúng ta đang đứng ở phòng địa lý của bảo tàng. Ở đây thì có cái tên gọi cái thành phố là từ năm 1698 đến nay. Thì năm 1698 đến năm 1790 nó gọi là huyện Tân Bình. Tên đầu tiên của Sài Gòn là huyện Tân Bình. Rồi năm 1790 đến 1802 thì được gọi là Gia Định Kinh. Năm 1802 đến năm 1808 thì là Gia Định Trấn. Từ năm 1808 đến năm 1832 thì gọi là Gia Định Thành. Năm 1832 đến năm 1835 thì là tỉnh Phiên An. Rồi năm 1836 đến năm 1859 là tỉnh Gia Định. Năm 1862 đến năm 1930 thì gọi là thành phố Sài Gòn. Năm 1930 đến năm 1954 thì gọi là Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1955 đến năm 1975 thì gọi là đô thành Sài Gòn. Bây giờ thì gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sơ đồ tổ chức phủ Tân Bình năm 1808, mới vừa thành lập cái vùng đất này. Chúng ta thấy là phủ Tân Bình thì nó gồm có 4 huyện: huyện Bình Dương, huyện Tân Long, huyện Phước Lộc, huyện Thường An. Đây là bản đồ của Sài Gòn bây giờ. Thấy là bản đồ thì nó giống hình giống củ gừng quá ta. Có hai cái nhánh. Nhánh phía trên này là Củ Chi. Phía dưới đây là các huyện ở phía trong. Thành. Là phía dưới đây là Cần Giờ. Thì thấy là Cần Giờ với Củ Chi thì nó bằng là đây có thể chia làm 3 phần. Thì Cần Củ Chi là một phần. Cần Giờ nó lại luôn một phần. Rồi phần còn lại là các tỉnh, các huyện còn lại. Thấy Củ Chi với Cần Giờ nó khủng khiếp. Ở đó giờ tưởng nó nhỏ không, ai về nó to quá ha. Đây huyện Bình Chánh nó cũng lớn nè. Rồi trên đây huyện Hóc Môn nè. Hóc Môn cũng to. Rồi chỉ thấy là quận 4 là nhỏ nhất. Quận 4 thì có chút xíu đây. Chúng ta ra khỏi phòng địa lý rồi tới cái phòng kế tiếp là phòng thiên nhiên khảo cổ. Đây là phòng thiên nhiên khảo cổ nha. Chỗ này là các tầng địa chất. Đây là các loại đá, các loại đất của Sài Gòn. Đây là cảnh khai thác đá để làm xây dựng.
đất sét. Những cái mẫu đất, đất sét. Đây có đá này, đá này giống đá tổ ong quá. Đá đã cứng lắm á. Thì Sài Gòn mình có hai cái phần địa hình đồng bằng. Đây là địa hình thường thấy ở Bình Chánh nè. Còn cái địa hình này là Thủ Đức. Nó có Gò, có đồi. Còn đây là một cái cảnh ở trong cái khu rừng ngập mặn, có lẽ ở Cần Giờ thì chúng ta thấy là có những cây cây đước. Hình của cây đước này, cái rễ mà thấy nè, ở Cần Giờ ngày xưa thì có rất là nhiều cá sấu. Đây là cảnh khai quật di tích ở Rồng An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta khai quật những cái di vật cổ á. Để khi mà khai quật lên thì chúng ta có được những cái mẫu như thế này. Nó có lù, những cái chung. Đây là sơ đồ khảo cổ. Mình thấy là đây, đây là những cái các vật dụng được khảo cổ này nè. Có những cái trang sức. Đó nè. Vòng đôi tai nè. Đây là những cái công cụ lao động ngày xưa nè, có rìu nè, có bàn mài đá nè, rồi có ông táo gốm nè. Rồi nồi đất nè, đây là cuốc đá. Rồi đây là rìu đá và suông và đục. Đó, những cái đục. Cuốc nè, cuốc đá nè. Rồi rìu tứ giác nè. Đá hết á. Rồi dao đá. Đây là con dao đá. Rồi đây là cái bàn mà lấy da nè. Rồi hoa đồng. Rìu. Nó bằng đồng á. Cái
chính là cái gì đây? Bàn nghiền đá số 10. Đây là mảnh gốm số 11. Là chân để gốm 12. Mảnh gốm hoa văn. Này còn dưới đây. Giọt xe. Giọt xe chỉ, dội xe chỉ. Bằng đất nung, đất sét. Đây có bàn mài đá. Rồi rìu tứ giác. Đây rìu tứ giác đây. Rìu quay ngang. Rìu quay xuôi. Rồi đúc đá có vai số 6. Mũi tên bằng đá số 7. Đây là cái mũi tên bằng đá thôi nha. Kế tiếp vào đây là những cái cây cổ thụ ở trong rừng. Mô hình cây cổ thụ nè. Đây là những cái gỗ của thân cây nè. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video đi bảo tàng của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Nhấn like, share, bấm subscribe để ủng hộ kênh. Và hẹn gặp lại. Nhớ xem video kế nha. Bye bye.